Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 40, chương 251, Thập Huyền Kim Thân. Tại đạo đường của Phục Hy Đường, Mao Tiểu Phương chắp tay đối mặt với chân dung của tổ sư, cung kính vái ba vái, đem hương cắm vào trong lư hương, quay người nhìn về phía Sa Trần, Cửu Thúc và đám tứ mục đạo nhân. Về sau, phàm là đệ tử Mao Sơn không được sử dụng Hoàn Dương Cấm Chú, vi phạm trục xuất khỏi sư môn. A Trần, Hoàn Dương Cấm Chú đâu? Mao Tiểu Phương hỏi. Sa Trần sững sờ, chỉ nghe Mã Tiểu Hải nói: Sư phụ, tối hôm qua Hoàn Dương Cấm Chú đã bị Sa sư đệ hủy rồi. Hủy đi cũng được. Mao Tiểu Phương gật đầu, thở dài. Đám người Cửu Thúc và tứ mục đạo nhân mặc dù hiếu kỳ nội dung của Hoàn Dương Cấm Chú, nhưng trông thấy vẻ mặt của Mao Tiểu Phương nghiêm khắc, nghĩ đến Hoàn Dương Cấm Chú nhất định là thập phần tà môn. Trưởng môn sư huynh, hai phái sát nhập, Mao Sơn đại điển cũng kết thúc, huyết ma cũng đã chết. Chúng ta cũng nên rời khỏi Cam Điền Trấn. Tứ mục đạo nhân đứng ra nói. Tứ mục sư đệ, nội vụ trưởng lão còn chưa tuyển ra. Tứ mục đạo nhân vội vàng khoát tay. Ta Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, cũng không quen quản lý nội vụ. Nội vụ trưởng lão không có duyên với ta đâu. Ta nhìn tạm thời để cho A Trần kiểm nghiệm đi, tìm người thích hợp rồi nói. Ta cũng đồng ý đâu. Thiên Hạc đạo nhân nói. Ta cũng đồng ý. Ma Ma Địa và Vương Bát Đệ cùng với Giá Cô và Cửu Thúc đều không có ý kiến. Mao Tiểu Phương trưng cầu ý kiến của Sa Trần. À Trần, ngươi có giải quyết được không? Sa Trần suy nghĩ, bây giờ người đang bị thương nặng, thời gian ngắn cũng không thể tốt lên được. Thừa dịp mấy ngày, đem nội vụ quản lý, xác lập chế độ, tìm người thích hợp tiếp nhận trông coi, sau đó buông tay mặc kệ. Môn phái vẫn có thể vận chuyển bình thường. Trước hết, ta có thể quản được. Sa Trần gật đầu, đột nhiên hỏi. Sư phụ, các vị sư thúc, Mao Sơn đạo quyền có thể truyền ra ngoài hay không? Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì Mao Sơn đạo quyền chúng ta là đặc thù môn phái để khảo nghiệm đệ tử căn cốt. Uy lực của nó cũng tương đương không tầm thường. Nếu như có thể truyền ra ngoài, còn muốn mở Mao Sơn đạo quán, tuyển nhận học đồ. Một mặt là để phổ độ chúng sinh, cường kiện thân thể. Một mặt là để tìm ra nhân tài, là nguồn bổ sung máu cho Mao Sơn. Sa Trần cười nói, Mao Sơn đạo quán chỉ là ngụy trang, tác dụng chân chính là để bán ra vật phẩm trừ tà. Vật phẩm trừ tà là đồ tốt, nhưng dù sao cũng mang màu sắc mê tín. Quang minh chính đại mở cửa hàng, nó không chừng chính phủ sẽ kiểm tra, lúc đó cũng không biết thế nào được. Sa Trần ý nghĩ này quả nhiên có thể thực hiện được. Được, cái gọi là pháp không khinh truyền, Mao Sơn đạo quyền chân chính không thể ngoại truyền. Như vậy đi, ta cũng sẽ cùng với các sư huynh đệ thương lượng, đem Mao Sơn đạo quyền đơn giản hóa một chút, còn cầm đến đạo quán truyền cho người ta. Mao Tiểu Phương nói xong, mọi người đều gật đầu đồng ý. À Trần, Mao Sơn đạo quán tuyển nhận học đồ, muốn xếp vào trong danh sách của đệ tử Mao Sơn? Không, chỉ tính là ngoại môn đệ tử, không phát lương tháng, không truyền đạo pháp, còn nhất định phải tuân thủ giới lệnh của Mao Sơn. Sa Trần trả lời. Vậy thì ngươi xem mà làm đi. Sa Trần đột nhiên đi về phía Ma Ma Đệ và Cửu Thúc. Nhị sư thúc, Cửu Thúc, ta muốn mượn bốn người các người
A Hảo, A Cường, A Tinh và Tiểu Nguyệt. Tử Thúc nghe vẫn biết nhã ý, cười hỏi. Tốt, bọn họ đồng ý, ta không có ý kiến. Nhị Sư Thúc thì sao? Ma Ma Địa có chút do dự. Ta cũng không có ý kiến. Ngoại trừ bốn người này, Sa Trần còn muốn Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ để cho sáu người bọn họ tạo thành nội vụ môn, phụ trách kiêm kiểm kê, kiêm nhiệm toàn bộ chi tiết, cấp lương tháng, nhập môn đệ tử mới, đăng ký này nọ vân vân. Mao Sơn phái không nhiều, tương lai đệ tử cũng không có quá nhiều. Hắn cho môn phái tuyển chọn ra những tinh anh lộ tuyến, nuôi một đám không bằng nuôi một người. Giống như La Tăng, trời sinh linh thể, có tài nguyên tu luyện sung túc, tương lai thành tựu cũng không thể ước định. Không bao lâu sau, Tứ Mục đạo nhân, Ma Ma Địa và Thiên Hạc đạo nhân cùng với Vương Bát Đệ rời khỏi Cam Điền Trấn, trở về Quảng Đông. Ma Tiểu Phương cũng không truy cứu việc hắn sử dụng Hoàn Dương cấm chú, cũng là để cho Sa Trần nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là yên tâm. Người nhớ đó, cấm chỉ sử dụng Hoàn Dương cấm chú là điều cấm của Thiên Đạo phái. Bây giờ Thiên Đạo phái không còn, chỉ có Mao Sơn phái. Môn quy cũng không quản ngươi, nhưng đây là lần cuối. Nếu như có tái phạm, ta nhất định trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Nhớ tới tối qua Mao Tiểu Phương nói với hắn, Sa Trần liền không nhịn được muốn cười. Sư phụ cũng rất là đáng yêu chứ. Từ trong Phục Hy Đường đi ra, hắn về quán trọ, thấy Mao Sơn lão tổ và đạo nhân mặt ngựa cùng với mấy người Phương Vân đạo trưởng. Lão tổ, sư thúc tổ, Phương Vân sư thúc, ba vị sư thúc. Sa Trần ôm quyền vấn an. Sắc mặt của Mao Sơn lão tổ cũng không có tốt lắm. Lão bị huyết ma hút đi rất nhiều linh khí, nguyên khí đại thương, cộng thêm tuổi tác đã cao. Nếu như tu vi đã không thể đột phá, sợ rằng khó thoát khỏi sinh tử đại nạn. Mấy ngày trước còn ngắn giải gọi là tiền bối, hôm nay đột nhiên lại đổi giọng. Vô sự bất thụ ân, phi gian tức đạo. Nói đi, người muốn gì? Mao Sơn lão tổ gọn gàng, dứt khoát hỏi. Lão tổ, đừng có nói nhiều lời, nói thẳng ra ý đồ. Mao Sơn lão tổ nhịn không được khoát tay. Sa Trần cười một tiếng, trịnh trọng mời tổ đình nhập vào Mao Sơn phái. Người biết đây là không thể. Mao Sơn cũng có kiêu ngạo của Mao Sơn. Huống chi bên trên Mao Sơn nhiều đệ tử như vậy, lòng người không thuận. Người muốn hợp phái, trừ khi giết tất cả những kẻ phản đối kìa. Nếu như người dám làm như thế, ta sẽ liều chết ngăn cản người. Ánh mắt của Mao Sơn lão tổ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Sa Trần. Được, ta không biết bức tổ đình thái độ như thế nào. Bây giờ không biết, về sau không biết. Đương nhiên, tổ đình tự mình chọn lựa, ta cũng không phản đối. Nhưng ta muốn một vật trên người của lão tổ. Sa Trần nói. Thập huyền kim thân. Dường như Mao Sơn lão tổ đã sớm có dự liệu, Sa Trần gật đầu. Thập huyền kim thân, không nghĩ là nghịch thiên như vậy. Chỉ là một môn cường hóa nhục thân thôi, dễ học khó tình. Người muốn thì cho người. Mao Sơn lão tổ sảng khoái, đem bản sách đóng chỉ ném cho Sa Trần. Đồ vật đã lấy được, người đi đi. Chào sư phụ người một tiếng, ta không gặp hắn, một chút về Mao Sơn. Sa Trần đang định mở miệng, chính là nhìn thấy Mao Sơn lão tổ phất tay ra hiệu đuổi hắn đi. Sa Trần ôm quyền thi lễ, sau đó cầm cuốn sách rời đi. Sư thúc, thảo huyền kim thân đổi công pháp xuất khiếu đầy đủ, người làm sao? Đạo nhân mặt ngựa nói. Vừa mới lão tổ nói chuyện, hắn cũng không dám chen vào. Ta biết đây là ngạo khí trong lòng của các người, không muốn nhập vào bọn họ. Ta thân là sư thúc của các ngươi, ta ủng hộ. Không cần công pháp xuất khiếu, bởi vì bản thân ta không cần. Đạo nhân mặt ngựa và bọn Phương Vân đạo trưởng sắc mặt đại biến, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Các ngươi cần thì tự mình đi tìm Sa Trần mà hỏi. Thu dọn đồ, chúng ta về Mao Sơn. Về Phục Hy Đường, đem lời của Mao Sơn lão tổ chuyển cáo cho Mao Tiểu Phương và Cửu Thúc. Sa Trần sau đó lấy về phủ, lấy ra thập huyền kim thân để nghiên cứu. Thập huyền kim thân là một môn vận dụng pháp lực để cường hóa nhục thân, vô cùng kỳ lạ. Tổng cộng có 10 quyển, thiên sư, địa sư, thần hồn pháp, kim đan pháp đều có thể tu luyện.
luyện khí tam trọng bắt đầu tu luyện quyển thứ nhất. Sau khi tu luyện thành công, bằng vào lực lượng của bản thân nghiền ép đối thủ cùng giai không đáng kể. Quyển thứ hai là phải đạt đến luyện khí lục trọng mới có thể tu luyện. Quyển thứ ba là luyện khí thất trọng. Cứ thế mà suy ra, chờ đến khi 7 quyển thành công, cô đọng kim thân có thể ngang hàng với Dạ Du cảnh, đồng thời thọ nguyên cũng kéo dài. Chương 252: Mao Tiểu Phương mất tích. Giống như Mao Sơn lão tổ đã hơn 90 tuổi, ở cảnh giới luyện khí có thể sống dài như vậy, so với người bình thường là lão nhân trăm tuổi cũng rất hiếm thấy. Mà lão lớn tuổi như vậy, sức chiến đấu cũng không hề suy giảm, nhục thân luôn luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong, thực sự là hiếm có. Chẳng qua thần thông cũng chỉ là thần thông, cuối cùng cũng không chịu nổi tuế nguyệt, không phá được vận mệnh. Trăm năm sau đó vẫn già, trạng thái sẽ từ từ rơi xuống, nhục thân cũng bắt đầu mục nát. Nếu như không thể đột phá xuất khiếu cảnh, trăm tuổi xong chính là đại nạn. Mao Sơn lão tổ nói rất đúng, quả nhiên là thập huyền kim thân dễ học khó tinh, yêu cầu cực cao, luyện khí tam trọng mới có thể tu luyện quyển thứ nhất. Mao Sơn Minh nửa đời mới tu luyện đến luyện khí nhất trọng, thiên phú xuất chúng như sư phụ cửu thúc cũng mới chỉ đến luyện khí bát cửu trọng. Thập huyền kim thân cũng không chỉ có móc nối với tu vi, rèn luyện thân thể cũng hao tốn rất nhiều thời gian, không có ngoại vật hỗ trợ. Đệ nhất quyển 1 năm, đệ nhị quyển 2 năm, quyển thứ 3 4 năm, mỗi một quyển thời gian lại gấp bội. Đến quyển thứ 7 đại thành thì phải đến 60 năm, quyển thứ 8 thì lại càng phát rồ, 128 năm, tu vi phải yêu cầu đến xuất khiếu cảnh. Nếu như địa sư tu luyện môn thần thông này, mỗi một quyển tốn bao nhiêu thời gian, cộng thêm 5 thành. Nói cách khác, thiên sư tu hành đệ nhất quyển mất 1 năm thì địa sư phải mất 1 năm rưỡi. Đương nhiên, thập huyền kim thân cũng không phải là không mưu lợi pháp, mà là phối hợp với linh dược để rèn luyện thân thể. Trong sách ghi lại những linh dược, Sa Trần đọc qua cũng rất nhiều thứ mình không biết, có chút đã tuyệt tích. Thứ hai là khổ tu công pháp, tu vi càng cao, thời gian rèn luyện càng ngắn. Ví dụ như Sa Trần lấy pháp lực của luyện khí bát trọng để rèn luyện thân thể, thời gian sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Về phần rút ngắn bao nhiêu, tu luyện mới biết. Môn thần thông này có lẽ là không khó, chỉ cần theo các phương pháp trong thần thông ghi lại, vận dụng pháp lực để rèn luyện thân thể là được. Bất luận cái gì đạt đến tu chuẩn cũng là thành công. Luyện khí cửu trọng đỉnh phong là 64 năm. Linh giới 9 phần, những người chính tu cũng không thể nào tu luyện đến quyển thứ 7. Đừng nói đến quyển thứ 8, thứ 9. Sa Trần than nhẹ, trường sinh rất khó, không phải là chuyện đùa. Hy vọng hệ thống có thể làm được. Hệ thống thu nhận thập huyền kim thân. Đạo pháp, trưởng tâm lôi cấp 6, tiểu chu tà phù lục cấp 5, tam muội chân hỏa chú cấp 6, ngũ hành độn pháp cấp 6, cửu tử chân ngôn triệu long pháp cấp 6, thiểm điện bôn lôi quyền cấp 6, mộc thung đại pháp cấp 6, thập huyền kim thân chưa nhập môn, ngự kiếm thuật đại thành, hỗn độn kiếm khí không thể thăng cấp, mao sơn đại đạo quyền đại thành, càn khôn bát bộ đại thành, nhất chỉ ngự hỏa thuật viên mãn, đoạt linh thuật đại thành. Điểm năng lượng hắn có cũng có thể để cho đạo pháp thăng cấp, không do dự trực tiếp ra lệnh, hệ thống thăng cấp thập huyền kim thân. Chỉ một thoáng, một cỗ cảm giác kỳ dị lan tràn toàn thân, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua bò lại ở trên người. Mỗi một tấc huyết nhục đều nhúc nhích, làn da càng trở nên dày hơn, xương cốt càng cứng rắn hơn. Ngay cả thương thế mà huyết ma tạo thành cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Cái gì? Thần cơ thông này thật là thần kỳ. Ánh mắt của Sa Trần lóe lên một tiếng. Hệ thống, tiếp tục thăng cấp. Một mực đem thập huyền kim thân tăng đến cấp 4 mới dừng lại, đem tiểu chu tà phổ lục đẩy lên cấp 6 để lấy linh dược luyện hóa. Thần hồn của hắn lúc này đã cao đến 7 trượng 9, đã đến bình cảnh, chỉ kém một bước nữa là có thể đạt đến 8 trượng. Thần hồn cao 8 trượng, đây cũng là thời điểm luyện khí cửu trọng, mà hắn lại là đạo cơ hoàn mỹ, luyện khí cửu trọng, pháp lực hùng hậu. Cũng không thể nào mà luyện khí cửu trọng bình thường có thể so được. Chớp mắt đã qua 3 tháng.
Ở Mao Sơn Đạo Quán, Cam Điển Trấn đã thiết lập. Ngày thứ hai ở tỉnh thành, cơ sở thứ ba là ở Quảng Châu do Cửu Thúc tọa trấn. Nếu như không phải là nhân lực không đủ, Sa Trần thật sự một hơi muốn khai biến toàn bộ phương Nam. Cân nhắc sau đó không lâu, Nhật Bản sẽ xâm lược Trung Quốc, một phần lớn lãnh thổ sẽ bị vây hãm. Phương Bắc cũng không phải là trọng điểm Sa Trần muốn khuếch trương, dự định chỉ ở một số thành phố thành lập đạo quán. Quan trọng là ở phía Tây Nam, phương Nam, Hồng Kông. Người học võ bái nhập đạo quán không nhiều, mua sắm vật phẩm trừ tà lại rất nhiều, nhất là ở tỉnh thành, Sa Gia, Nhậm Gia và mạng lưới hệ thống vô cùng khổng lồ. Mao Tiểu Phương và Sa Trần nổi tiếng ở bên ngoài, đạo quán tháng đầu tiên đã thu nhập đến cả hơn vạn. Đừng nói là tin tức của Mao Tiểu Phương, đám người Cửu Thúc cũng là một tay bồi dưỡng Mao Sơn Đạo Quán làm cho Sa Trần giật mình. Ngoại trừ bên ngoài đạo quán, Sa Trần còn cùng với Mao Tiểu Phương và đám người Cửu Thúc xây dựng ra những phương thuốc độc môn, mở ra hiệu thuốc lớn, thông qua quan hệ ở tỉnh thành thu hoạch được giấy phép. Mao Sơn Kim Sang Dược là hình thành một thanh danh lớn ở tỉnh thành. Nhưng vì xử lý ban đầu phải giữ bí mật, sản lượng sản xuất cũng có hạn. Thế nhưng quả nhiên làm cho mọi người vô cùng thích thú. Đại sư huynh Mã Tiểu Hải thiên phú không có xuất chúng, nhưng trung thực chăm chỉ, làm việc kỹ lưỡng. Sa Trần giáo dục xong đã thuận lợi tiếp quản nhiệm vụ trong môn phái, làm rất tốt. Nhị sư huynh Úc Đạt Sơ thì không ổn, 3 ngày thì 2 ngày chuồn, chạy tới chỗ tòa báo của Thư Ninh mà tán tỉnh. Sa Trần cũng chẳng quản. Một ngày Sa Trần đang ở trong Cúc Hoa Viên, Bồi Nhậm Đình Đình nói chuyện, La Tang và Mã Đan Na cùng với Tiểu Nguyệt cũng ở đó, nói đến chuyện ở trên người của Hắc Mân Côi. Các người biết không, hôm nay Hắc Mân Côi muốn đi đó, nghe nói là đi Hồng Sơn tìm Hà Mễ để hưởng phúc đó. La Tang thần thần bí bí nói, nàng không phải là thích trưởng môn sư bá sao, sao lại bỏ đi? Tiểu Nguyệt khuôn mặt kinh ngạc, vụng trộm liếc mắt nhìn Sa Trần, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Nhậm Đình Đình cười nói, ta đoán không phải là thật đâu, là dục cầm cố túng, là thái độ muốn ép sư phụ. Nói đến sư phụ tuổi cũng không còn trẻ, có lẽ cũng nên thành gia. Sa Trần lặng lặng nghe, khuôn mặt dở khóc dở cười. Này, các người nói trưởng môn như vậy là không có tốt đâu. Có cái gì mà không tốt? Nhậm Đình Đình không thèm để ý. Trần ca, anh nói sư phụ và Hắc Mân Côi có khả năng hay không? Không thể nào đâu. Vì sao vậy? Sư phụ cả đời đã có lời thề, ở trước mặt tổ sư cũng lập thề, cả đời chảm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo. Vì thế người tính mạng còn không để ý. Các ngàn nàng nói người sẽ hãm sâu vào nhi nữ tình trường sao? Thật sự muốn thành gia, Hắc Mân Côi cũng không thể nào. Tuy nói như vậy, bốn nữ nhân cũng lại tiếp tục bùng nổ tám chuyện. Nói đến đoạn thời gian gần đây các nàng nhàn nhã, cho nên cũng muốn tìm một chút việc. Đêm xuống ở Sa Phủ, Sa Trần ôm Nhậm Đình Đình chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên mắt của hắn mở trừng trừng, ở trên giường biến mất, một lần nữa xuất hiện đã đứng ở trong vườn hoa. Ở trong vườn hoa yên tĩnh như tờ, cũng không có gì khác thường. Nhưng vừa rồi Sa Trần lại cảm giác có người đi vào trong Sa Phủ, vẫn ở trong vườn hoa. Có một phong thư. Sa Trần thấy một phong thư viết giấy ở trên bàn đá. Mở ra thì câu đầu tiên ngây ngẩn cả người. Thế giới lớn như vậy, ta muốn ra ngoài một chút. Có việc gì truyền tin cho ta, hoặc là thương lượng với Lâm sư đệ giải quyết. Đừng tìm ta, lúc nào muốn ta sẽ về. Sa Trần cười cười, cũng không lo lắng an nguy của lão. Rất hiểu tính cách làm người của Mao Tiểu Phương, lão đã lập thệ trảm yêu trừ ma giúp đỡ chính đạo, lại được sư tổ Lôi Chấn Tử phó thác, không thể không ở lại Cam Điền Trấn. Bây giờ hai phái sát nhập, tình hình phát triển của Mao Sơn rực rỡ như mặt trời ban trưa. Lão phát hiện mình ở lại Cam Điền Trấn cũng không có nhiều tác dụng, lại thêm Hắc Mân Côi dây dưa không rõ, lão rời khỏi Cam Điền Trấn là suy nghĩ sâu xa. Tổ sư để cho lão sống lại, lão muốn đi thực hiện nhiệm vụ hàng yêu trừ ma của mình. Sở dĩ nói lão tùy hứng, chủ yếu là lão đi quá tiêu sái, ngoại trừ lưu lại phong thư cũng không có chia tay gì cả, để cho rất nhiều người ngủ không yên. Sa sư đệ không xong rồi, sư phụ mất tích rồi. Lão Sa, sư phụ không thấy đâu cả. Sa Trần trở mình, đem áo mỏng của Nhậm Đình Đình ôm vào trong ngực, lắc lắc cái đầu. Sư phụ mất tích thì đi tìm thôi,
thì đệ có tác dụng gì? Chương 253, lại thu đồ đệ. Mặt trời lên, Sa Trần nắm tay Nhậm Đình Đình rời khỏi phòng. Ánh mắt của La Tang và Mã Đan Na quái dị nhìn Nhậm Đình Đình, thấy gương mặt xinh đẹp bóng loáng của nàng nổi lên từng mảnh màu hồng, cúi đầu nhắm mắt đi theo sau lưng. Ở trong lòng đã sớm đem Sa Trần chửi là cái tên phản nàn rắc rối. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói Sa Trần và Nhậm Đình Đình. Ở trong phòng, rồi người hầu của Sa Phủ cũng bị kinh động. Thế nhưng hai người lề mề đến một canh giờ mới đi ra. Không biết thì còn tưởng rằng bọn họ trốn ở trong phòng làm dăm ba cái chuyện người lớn. Trên thực tế, quả thực là cũng có là một ít. Gia sư đệ, sư phụ mất tích rồi. Ta buổi sáng gọi người đi ăn điểm tâm thì phát hiện phòng của người không khóa, y phục mất đi mấy món dầu. Sư phụ đi, đây là tin tức. Có tin tức lưu lại đó. Không đợi Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơn nói xong, Sa Trần đem phong thư của Mao Tiểu Phương để lại đưa cho Mã Tiểu Hải. Đi rồi. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Mã Tiểu Hải đang muốn nhìn lại bị Hắc Mân Côi đoạt lấy lá thư. Nàng lại không biết chữ, lật túi lật lui cũng không hiểu, gấp đến độ quay như trong chóng. Mân Côi cô nương, để ta đọc cho. Mã Tiểu Hải cầm phong thư lớn tiếng đọc, làm cho tất cả mọi người cùng nghe. La Tang, châm trà đi. Sa Trần bình chân như vậy ngồi xuống, bảo La Tang châm trà. Đồ đệ này càng ngày càng không ra dáng đồ đệ, cũng không có biết điều gì cả. Chỉ một chốc lát, Mã Tiểu Hải đọc xong thư, đôi mắt của Hắc Mân Côi vô thần, ngồi bệt xuống ghế trầm trầm giọng. Lão Diệp Mép đáng giết. Tin tức dài như vậy, vậy mà một chữ cũng không đến Hắc Mân Côi ta. Uổng cho bản cô nương mỗi ngày đều rượu thịt ngon cho lão, nói đi là đi, không thèm cả chào hỏi, quá là tuyệt tình mà. Xem hết đi, sư phụ chỉ là ra ngoài giải sầu một chút, lúc nào trở về sẽ tính. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người không cần phải lo. Với tu vi của sư phụ bây giờ, chỉ cần không đụng phải cường giả xuất khiếu, yêu ma quỷ quái lợi hại, tuyệt đối có thể tung hoành thiên hạ. Thích làm gì thì làm cái đó đó. Sa Trần trấn an, Úc Đạt Sơ cười khổ. Sư phụ luôn luôn giáo huấn, nói ta không có đủ ổn trọng. Người không từ biệt cũng là quá tùy hứng, nó suýt chút nữa đem ta và sư huynh dọa sợ chết đó. Không được, ta không cam tâm. Sa Trần, người giúp ta tìm Mao Tiểu Phương. Ta phải gặp mặt hỏi rõ ràng trong lòng của lão rốt cuộc có ta hay không. Hắc Mân Côi đứng lên lớn tiếng nói. Sa Trần nâng chung trà lên nhấp một miếng, thờ ơ. Nàng cũng không phải là sư nương của hắn, dựa vào cái gì mà hắn phải nghe lời nàng. Mân Côi cô nương, sư phụ không từ mà biệt, đã nói rõ vấn đề. Ý của sư phụ là thiên hạ từ nhỏ đã lập thề phụ trợ chính đạo, không đàm phán chuyện nhị nữ tình trường. Cô nên từ bỏ đi, tìm một cái kết khác, đừng chậm trễ. Lão Diệp Mép hỗn đản, lão Diệp Mép tàn lạnh lùng, lão Diệp Mép tuyệt tình, dám bỏ mặc ta, ta nhất định phải ở trước mặt của lão nói cho rõ. Hắc Mân Côi nhìn chằm chằm Sa Trần. Mã Tiểu Hải trông thấy động lòng chắc ẩn. Sa sư đệ, sư phụ đột nhiên đi rồi, ta truyền tin cho người cũng không trả lời. Hay là đệ dùng đạo thuật tìm người đi, ít nhất cũng phải để chúng ta biết người ở đâu, để cho đỡ lo lắng chứ. Sư huynh nói rất đúng đó lão Sa, đi tìm sư phụ đi. Trần ca. Trong đôi mắt mong đợi của mọi người, Sa Trần im lặng đặt chén trà xuống, miệng lẩm bẩm, vẽ lên hư không một vòng. Không gian như sóng nước mở ra, gợn sóng trận trận, ở giữa từ từ trở nên trong suốt. Trên đó hiện lên một bức tranh, chỉ thờ trông thấy Mao Tiểu Phương, một thân mặc trường bào màu xanh, đeo túi trắng, ngồi xếp bằng ở một nơi sơn động, hoang vu, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên Mao Tiểu Phương mở to mắt nhìn về hư không. Là ai đang dùng đạo thuật nhìn trộm ta? Người nhàm chán như vậy, ngoại trừ A Trần thì không có đứa nào cả. Nói xong, tiện tay phóng ra một tờ linh phù. Tha Sa Trần thi triển ra pháp thuật ngàn dặm, trong nháy mắt chính là huyền quang thuật bị sư phụ phá. Nhìn hình ảnh biến mất, Sa Trần khóe miệng hung hăng kéo ra, quay lại với đám người Mã Tiểu Hải. Thấy chưa? Chúng ta xem, sư phụ cũng biết. Người không muốn cho chúng ta tìm được, vậy hết cách đó. Mao Tiểu Phương, xem như người lợi hại đó. Hắc Mân Côi nghiến răng nghiến lợi, giận dữ đùng đùng quay về rời khỏi Sa Phủ, về quán trọ, thu dọn đồ đạc, rời khỏi Cam Điền Trấn. Sau đó Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng đi.
Úc Đạt Sơ đến nhật báo Quang Minh Mã Tiểu Hải trở về Phục Hy đường. Hắn ngồi ở đạo đường, hai tay chống khuôn mặt béo núc ních ngẩn người. Một hồi lâu, hắn từ trong quần áo lấy ra mấy tờ giấy. Tờ giấy thứ nhất viết dòng chữ Hoàn Dương Cấm Chú. Lấy Hoàn Dương Cấm Chú triệu hồi vong hồn, nhất định là phải giết chết thi thuật giả mới có thể phục sinh. Vẻ mặt của Mã Tiểu Hải biến ảo. A Tố, Tiểu Hải sư huynh. Lúc này Tiểu Nguyệt cầm sổ sách đi vào. Mã Tiểu Hải vội vàng đem Hoàn Dương Cấm Chú đút vào trong áo. Tiểu Nguyệt sư muội, sao lại tới đây? Là sổ sách có vấn đề ạ? Sổ sách không có vấn đề, ta có đề nghị không biết có được hay không, cho nên muốn tìm sư huynh hỏi một chút. Ờ được rồi, ngồi xuống nói. Tiểu Nguyệt nói ra, Mã Tiểu Hải nghe cũng chăm chú, thỉnh thoảng hỏi vào, trong lúc nhất thời cũng quên chuyện Hoàn Dương Cấm Chú. Ở trong vườn hoa của Sa Phủ, sư phụ là trưởng môn của Mao Sơn, người đã đi Mao Sơn phái làm sao bây giờ? Nhậm Đình Đình hỏi. Sa Trần bất đắc dĩ cười cười. Sư phụ đoán chắc là anh không mặc kệ Mao Sơn phái. Người đi có anh ở đây, Mao Sơn sẽ không sao cả. Có đôi khi cảm giác là mình tự nhiên bê tảng đá đập vào chân mình đó. Nhậm Đình Đình cười cười, đột nhiên nhớ ra điều gì ảo não. Ai ra, sao lại quên mất? Chuyện gì vậy? Nhậm Đình Đình ngượng ngùng. Là Trần Bưu, Trần Ngũ hai huynh đệ. Sao vậy? Có chuyện quan trọng à? Rất quan trọng. Hai người bọn họ muốn bái anh là sư phụ đó. Phốc một tiếng, Sa Trần đang uống nước trà phun ra. Còn may La Tang ngồi đối diện tránh nhanh, bằng không sẽ bị nước phun vào mặt. A Bưu, A Ngũ, tuổi còn lớn hơn ta mà lại bái ta làm thầy sao? Sa Trần khuôn mặt không dám tin, cũng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy đó, thật là lạ. Hai vị này lớn hơn con nữa mà lại gọi con là sư tỷ, có vẻ con giống như là rất già đó. La Tang vảnh môi lên nói. Bọn họ còn phải gọi ta là sư nương đó. Nhậm Đình Đình cũng buồn cười. Khó chịu thì cũng khó chịu một chút, nhưng hai huynh đệ bọn họ nhân phẩm và võ nghệ cũng không tệ. A Bưu Trần ổn, A Ngũ linh cơ, năng lực cũng không tệ. Trần ca, anh không phải là đang thiếu người sao? Em cảm thấy hai người bọn họ có thể giúp anh đó. Sa Trần như có điều đang suy nghĩ. Lời của Nhậm Đình Đình ngược lại nhắc nhở hắn. Tứ Mục đạo nhân, Thiên Hạc đạo nhân, Vương Bát Đệ, Cửu Thúc, Giá Cô không thích quản chuyện của môn phái, mà Ma Địa thì lại không có đáng tin cậy. Thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ Mã Tiểu Hải và Tiểu Nguyệt thì A Hào, A Cường, A Tinh coi như cũng được nghe lời. Ba người kia cũng không phải là ngôi sao tai họa hay sao? Sa Trần không dám dùng. Là Mao Sơn phái đang thiếu người. Trần Bưu và Trần Ngũ võ nghệ không tệ, cho dù tu đạo thiên phú cũng không cao, nhưng chỉ cần điều giáo phối hợp với linh phủ và pháp khí, mình cũng có thể gánh vác một phương. Trần Bưu đi Bắc Bình, Trần Ngũ đi Thượng Hải, sức ảnh hưởng của Mao Sơn phái có thể từ Nam chí Bắc, cũng thuận tiện nghe ngóng tin tức yêu ma quỷ quái. Chỉ là tuổi tác cũng có cao một chút. Chương 254: Luyện khí cửu trọng. Nửa tháng sau, Sa Trần chính thức thu bọn Trần Bưu, Trần Ngũ là đồ đệ, là đệ tử đời thứ 40 của Mao Sơn phái. Cửu Thúc, Tứ Mục đạo nhân, Thiên Hạc đạo nhân, Giá Cô, Ma Ma Địa và Vương Bát Đệ mang theo nhi tử Vương Minh Tinh, con dâu Hồ Tú Tú cũng sang để xem lễ. Năm ngoái tháng 10, Hồ Tú Tú sinh ra cho Vương Minh Tinh một đôi song thai, ca ca tên là Vương Lĩnh, muội muội tên là Vương San. Thời điểm cử hành đại điển, Hồ Tú Tú vẫn còn đang ở cữ, Vương Minh Tinh thì ở nhà cùng vợ con, không có đến Tam Điển Trấn. Lần này thừa dịp Sa Trần thu đồ, Vương Bát Đệ dẫn các nàng sang đây để nhận các sư huynh. Thu Sinh, Văn Tài, Trương Đại Đảm cũng được Cửu Thúc dẫn theo. Nghi thức thu đồ kết thúc, mọi người lưu lại Cam Điền Trấn mấy ngày, nhận lương tháng rồi vui mừng rời đi. Giờ Mão, tại vườn hoa cúc của Sa Phủ, Sa Trần mặc áo trắng mỏng, dáng người thẳng tắp, không tĩnh, không động, nhanh chóng như bôn lôi, phiêu giật túc sát, đem một bộ Mao Sơn đạo quyền đánh ra hổ hổ sinh phong, cương nhu cùng có, uy lực thập phần. La Tang, Mã Đan Na, Tiểu Nguyệt, Trần Bưu, Trần Ngũ và A Cường cùng với Nhậm Đình Đình nhìn thấy say mê, thổ thức đứng lại. Sư phụ, Mao Sơn quyền của người quả nhiên là có hương vị. Trần Bưu khen, nghe hai chữ sư phụ, nhìn Trần Bưu kia rõ ràng lớn hơn mình còn mấy tuổi, khóe miệng của Sa Trần cũng không nhịn được kéo ra, toàn thân cũng không có được tự nhiên.
dậm chân đi tiếp tục diễn luyện càn khôn bát bộ, thất đấu khôi cương bộ, thải khí trọng sinh pháp. Một bên luyện, một bên giảng giải ngắn gọn. A Bưu, A Ngũ, cường điệu luyện tập Mao Sơn đạo quyền, càn khôn bát bộ, thất đấu khôi cương bộ, thải khí trọng sinh pháp. Sau đó tu luyện thêm thanh long địa khí quyết. La Tang, Tiểu Nguyệt, A Cường, các người tiếp tục theo phương pháp tu luyện trước đây. Về sau, mỗi sáng sớm giờ mão phải đi luyện công, giờ thì nán điểm tâm, giờ tị luyện tập họa phù. Đứa nào lười biếng, ta sẽ dùng cần lực phù để hắn đi dọn nhà xí. Có hiểu lời ta nói hay không? Tự mình luyện đi. Sa Trần nghiêm khắc dặn dò. Cần lực phù, đám người La Tang và Tiểu Nguyệt ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Ở đây không ai là không bị cần lực phù dày vò qua. Nhà xí của Sa Phủ ngày nào mà chả sạch sẽ. Công việc của người hầu mới bị bọn này dần dần chiếm sạch. Ngoại trừ cần lực phù, Sa Trần còn dùng cả nỗ lực phù, cuồng tiếu phù để tra tấn bọn họ. Thật sự là dục tên dục tử. Phương pháp này là Sa Trần học tập của Mao Tiểu Phương. Đinh Đinh, tại sao nàng không có luyện? Sa Trần ngồi trên băng ghế đá rót cho mình một chén trà, không có việc gì liền gọi Nhậm Đình Đình hỏi. Nhậm Đình Đình cười nói, em không thích tu luyện đâu, chém chém giết giết chẳng có gì vui cả. Trần ca, hôm qua em làm ra một loại nước hoa mới đó. Sa Trần trước đây rất lâu đã đem Tử Hà Linh Khí truyền dạy cho Nhậm Đình Đình, tay nắm tay nàng dạy nàng Mao Sơn đạo quyền, dạy nàng tu luyện. Tài lương nguyên tu luyện cũng tuyệt đối không có thiếu, nhưng nàng cũng không chuyên tâm, quay người lại đem linh dược để cho Linh Điểu ăn. Linh Điểu thực lực đột nhiên tăng mạnh, mập mạp đến mức không cả bay nổi. Tu vi của Nhậm Đình Đình lại chả tiến bộ một chút nào. Đình Đình, thật sự đó là anh sợ em rời khỏi anh đó, Sa Trần đột nhiên nói. Nhậm Đình Đình líu díu dừng lại, cười nắm lấy tay Sa Trần. Trần ca, đợt này em gả cho anh, an an ổn ổn cùng anh sống hết một đời, em cũng đủ hài lòng rồi. Cái khác em cũng không yêu cầu cao sang. Em sợ nếu như mình ham muốn quá nhiều, ngay cả tâm nguyện nhỏ nhất cũng không thể thực hiện được. Anh muốn em ở bên anh, nhìn hết Cẩm Tú Sơn Hà, trải qua Thương Hải Tăng Điền. Nhậm Đình Đình cười nắm chặt tay của Sa Trần. Được, em đi cùng anh, về sau em sẽ cố gắng tu luyện. Được rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em đến một chỗ tốt. Tại Hà Đông Trấn, ở dưới hang đá dưới mặt đất, Sa Trần mở trận pháp che chắn cửa hang, mang theo Nhậm Đình Đình và La Tang đi tới. Thời gian lâu không đến, ở trong thạch động, linh khí nồng đậm như sương mù phiêu phù ở bên trong. Ba người đi vào, linh khí ập vào mặt, toàn thân có cảm giác nâng lâng. Linh khí thật là nồng nặc. La Tang trừng to mắt rung động. Sư phụ, đây là địa phương nào? Sao lại có nhiều linh khí như vậy? Là trong lúc vô tình ta phát hiện ra, ở nơi này linh khí không ngừng bổ sung, thời gian dài không có hấp thu sẽ càng nhiều. Có thể nói là một bảo địa tu luyện đó. Đình Đình, La Tang, về sau các người có thể đến đây để tu luyện. Nhớ kỹ, không thể tùy tiện đem tin tức này lộ ra. Sa Trần nghiêm túc nhắc nhở. Hai mắt của La Tang sáng lên, không kịp chờ đợi, xếp bằng mà tu luyện. Nàng là thiên sinh linh thể, ở nơi linh khí nồng đậm như vậy tu luyện tuyệt đối là làm ít công nhiều. Tiểu quỷ nóng vội mà. Sa Trần nhìn nàng, lấy ra hai cái bổ đoàn, kéo Nhậm Đình Đình ngồi xuống dặn dò. Đình Đình, một hồi anh sẽ đột phá cảnh giới, em cứ dựa theo thứ tự anh nói mà tự tu luyện đi. Nhậm Đình Đình gật đầu nhu thuận, ngồi ở bồ đoàn bên cạnh, hai tay chống cằm, lặng lặng ngắm nhìn Sa Trần. Sa Trần đi cách xa một chút, bày ra trận pháp ở xung quanh, phòng ngừa quấy rầy hai người kia. Lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra 6-7 linh dược, lấy tam muội chân hỏa luyện thành một loại linh dịch nhốt vào trong miệng. Linh dược bao gồm dược lực đã bắt đầu tan ra, tinh khí như nước thủy triều theo công pháp Vân Cung Lôi Thần Quyết rót vào trong Tử Phủ Thần Cung. Thần hồn há mồm ra khẽ hút, tinh hoa của linh dược liền bị luyện hóa thành pháp lực, không ngừng đánh thẳng vào bình cảnh. Hôm qua dạy đám La Tang đạo pháp, hắn cảm thấy bình cảnh luyện khí cửu trọng đã nới lỏng một chút. Vậy là hôm nay mang theo Nhậm Đình Đình và La Tang đi vào hang đá tu luyện, thuận tiện đột phá cảnh giới. Là lúc này đây. Phúc trí tâm linh, thần hồn hai mắt trợn trừng lên, tay bấm pháp quyết, đem Vân Cung Lôi Thần Quyết vận chuyển đến cực hạn. Đỉnh đầu của hắn hình thành ra một dòng linh khí xoáy tròn. Ở trong thạch động, linh khí bắt đầu điên cuồng rót vào bên trong, cùng với dược lực tinh hoa dung hợp lại, ngưng tụ thành một luồng năng lượng xoắn ốc đánh thẳng vào trong thần hồn.
Bốp một tiếng vang nhỏ, Sa Trần cảm thấy trong cơ thể như có vật gì vỡ nát. Thần hồn cao 7 trượng bắt đầu giống như ăn thuốc bổ, điên cuồng cao lên, trong nháy mắt vượt qua 8 trượng. Oanh một tiếng, một đạo linh quang sáng chói phóng lên trận tận trời. Ánh sáng ầm ầm tỏa ra vạn trượng, làm cho toàn bộ hang đá sáng như là ban ngày. Uy áp bàng bạc từ trong cơ thể của Sa Trần bắt đầu quét ra. Luyện khí cửu trọng. Linh quang sáng chói thu lại ở trên đầu của Sa Trần, hình thành một luồng quang quyển đại diện cho người tu đạo luyện khí cửu trọng. Hắn bây giờ đã đạt vào cảnh giới luyện khí cửu trọng sơ kỳ. Luyện khí cửu trọng có ý nghĩa là cách xuất khiếu cảnh càng ngày càng gần, hướng đi đến trường sinh lại bước thêm được một bước. Đạo cơ hoàn mỹ, luyện khí cửu trọng sơ kỳ có thể so với luyện khí cửu trọng hậu kỳ. Quả nhiên đúng như sư phụ nói, tu vi càng cao, khả năng vượt qua tam tai càng chắc. Trước kia nói đến tam tai thì ta hoang mang, cảm thấy đại họa lâm đầu. Đấy là do tu vi không đủ, thần hồn chưa cô đọng đủ. Đột phá đến luyện khí cửu trọng, ta cảm giác cũng bớt sợ hãi. Đạo cơ hoàn mỹ có thể tăng lên xác suất thành công vượt qua tam tai. Không biết tu luyện đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong thì như thế nào đây? Ánh mắt của Sa Trần lộ ra chờ mong, tiếp tục nắm vững cảnh giới. Một hồi lâu hắn mở chừng mắt, nhìn thấy Nhậm Đình Đình và La Tang vẫn chăm chú tu luyện, trên mặt lộ ra vui mừng. Chủ nhân, không ỷ vào hệ thống tu luyện đến luyện khí cửu trọng, ban thưởng gấp 5 lần điểm năng lượng. Nghe được âm thanh điện tử nhắc nhở ở trong tử phủ thần cung, ở trên mặt của Sa Trần hiện lên ý cười nồng đậm. Tu vi đột phá, thần thông đạo pháp lại có thể tăng thêm một đợt. Chương 255 Phong tỏa. Hệ thống ban thưởng gấp 5 lần điểm năng lượng chính là 8.000, tăng thêm bước kia còn lại hơn 9.000, Sa Trần có hơn 1.700.000 điểm năng lượng. Hệ thống, thăng cấp trưởng tâm lôi. Khấu trừ 4.500 điểm năng lượng, thần thông trưởng tâm lôi từ cấp 6 lên cấp 7. Cấp 4 hóa lôi mãng, cấp 7 lôi mãng hóa dao. Sau khi nổ tung có thể tổn thương pháp sư Dạ Du sơ kỳ, mà pháp lực của hắn có thể thi triển ra trưởng tâm lôi cấp 7, tiếp tục thăng cấp lên cấp 8 thì cũng chỉ là lãng phí. Hơn 1.000.000 điểm năng lượng vậy mà không đủ thăng cấp cửu tự chân ngôn triệu long pháp. Thăng cấp trưởng tâm lôi coi như cũng là đáng giá. Sa Trần nhắm mắt nghĩ đến long hồn pháp, nào nghĩ tới hơn 1.000.000 điểm năng lượng còn không đủ. Không hổ danh là mã gia thần long, quả nhiên khẩu vị rất lớn. Sa Trần chép miệng sợ hãi thán phục. Hệ thống, thăng cấp tam muội chân hỏa chú. Tam muội chân hỏa chú là mấu chốt để nuôi nấng hỗn độn thần hỏa, mà hỗn độn thần hỏa cô đọng hỗn độn kiếm khí và bài trừ thất tinh yểm nguyệt đao phong ấn. Lên đến cấp 7, tam muội chân hỏa uy lực càng mạnh hơn, có thể nhanh chóng nuôi lớn hỗn độn thần hỏa. Chỉ cần hỗn độn thần hỏa bài trừ được phong ấn của bảo đao, Sa Trần luyện hóa đến lúc pháp sư Dạ Du trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Thăng cấp ngũ hành độn pháp, liên tục thăng cấp 3 loại thần thông, điểm năng lượng chỉ còn lại hơn 3.000. Ma Sơn 24 pháp đã không còn giá trị thăng cấp, những thần thông khác lại không đủ. Những ngày tiếp theo, Sa Trần mang Nhậm Đình Đình, La Tang và Mã Đan Na cùng với đám Trần Bưu đi ra thiên ngoại thiên lịch luyện, chém giết yêu quái để bổ sung điểm năng lượng. Năm 1931, ngày 18 tháng 9, lúc 10 giờ 20 phút đêm, Nhật Bản Quan Đông, quân Nam tràn đầy đường, bắt giữ đội phòng cảnh sát. Sau đó, theo dự định, nổ nát toàn bộ đường sắt Thẩm Dương đến Bắc Ngoại ô. Đây cũng là do quân đội của Trung Quốc gây nên. Sau đó, quân pháo kích của Quan Đông phản kích lại Bắc Đại Doanh, cũng có quy mô tiến công đến Thẩm Dương. Trong lúc khiếp sợ ở bên ngoài, 918, sự bị kiện này đã phát sinh. Trong 19 ngày, quân Đông Bắc, tư lệnh Trương Học Lương và đại công báo phóng viên lúc đó đã đưa ra thông tin: ta đã sớm làm cỏ toàn bộ binh sĩ, đối với binh lính Nhật khiêu khích không được chống cự, cho nên Bắc Doanh quân đã sớm toàn bộ đầu hàng mọi súng ống, toàn bộ khố phòng đã đem đưa qua cho quân Nhật. Một đạo
mệnh lệnh không được chống cự, hàng trăm hàng ngàn bộ đội Đông Bắc bị đứng ra để cho quân Nhật đổ sát. Mấy chục vạn quân Đông Bắc phải rời khỏi quê hương, rút khỏi Đông Bắc. Quân Nhật bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ Đông Bắc dài đến 14 năm. Trong 14 năm này, Trung Quốc khắp nơi, đất đai phong hỏa, thi cốt chất thành từng đống, bắt đầu cuộc chiến tranh dài đằng đẵng để kháng Nhật. Tin tức này truyền đến Cam Điền Trấn, nhật báo quang minh của Thư Ninh. Nàng đi suốt đêm, ngày thứ hai đã làm việc. Thôn dân của Cam Điền Trấn đều biết tiểu quỷ tử đã xâm lược Trung Quốc. Ở trên báo nói, ở quân Đông Bắc có mấy chục vạn người, tiểu quỷ tử mới có chỉ từng đấy như vậy mà có thể đã đánh tan thành được, quả như là hỏa lực khủng khiếp. Đông Bắc cách Cam Điền Trấn xa như vậy, có quân Đông Bắc đã chặn ở trước, chúng ta sợ gì? Đúng là như vậy đó, trời sập khắc có người trống. Cam Điền Trấn ở phương Nam, ở nơi xa xôi, tin tức cũng không thông. Thôn dân đọc ở trên báo chí những tin tức này đều ôm thái độ rất lạc quan, không hề biết vẹn vẹn chỉ trong một năm, toàn bộ quân đoàn Đông Bắc bị lâm vào vòng vây. Quả nhiên là một đám nhuyễn đạn. Tống Tử Long tức giận vỗ bàn, cái gọi là không được chống cự là như thế nào? Hận không thể để cho mình ở Đông Bắc cầm súng máy kệ con mẹ nó chứ bắn một băng. Tống cục trưởng, không nói những chuyện bực mình này, chúc mừng ngươi đã thăng cấp làm sở trưởng sở cảnh sát của Cam Điền Trấn. Sa Trần cười nói, Tống Học Lương tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, không thể nào đảm nhiệm chức sở trưởng sở cảnh sát, cho nên đẩy cương vị vận hành sở cảnh sát cho Tống Tử Long. Chỉ là thời cơ không đúng, vừa mới thăng chức thì đụng phải chuyện như vậy, tâm tình của Tống Tử Long cũng không tốt, cho nên tìm Sa Trần tâm sự. Chiến hỏa Đông Bắc bốn phía, làm gì có gì vui. À Trần, cậu nói quân Đông Bắc có thể chống cự được bao nhiêu lâu đây? Có thể đem quân Nhật đuổi ra khỏi Trung Quốc hay không? Sa Trần cười cười nói, xem báo thì biết. À Trần, cậu là người tu đạo, cái gì gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao đây? Cậu là người Trung Quốc, chẳng nhẽ không có cách nào ngăn cản hay sao? Tống Tử Long hỏi. Này, đây là chiến tranh đó anh trai, hơn mấy ngàn vạn người đánh nhau đó, thực lực cá nhân chỉ có hạn thôi. Huống hồ tôi cũng không có cường đại đến mức lật tay một cái có thể hủy diệt ngàn quân. Một là do thực lực không đủ, hai là người tu đạo chịu tam tai khống chế, không thể đại khai sát giới. Nếu như giết quá nhiều người, nhân quả nghiệp lực quấn thân, tam tai hẳn là sẽ chết không nghi ngờ. Sa Trần có thể làm được chính là phân phó đệ tử Mao Sơn hành tẩu thiên hạ, trảm yêu trừ ma, không cho yêu ma có cơ hội gây sóng gió, quyên tiền ủng hộ kháng chiến. Ngoài ra còn gì nữa, là ám sát thiên hoàng. Nhưng linh giới của Nhật Bản cũng có cao thủ. Ở trong phim Cương Ước, nổi danh nhất chính là Takano, pháp lực vô cùng mạnh, Ô Nha, Ngự Mệnh Thập Tam, Khổng Tước đều là những cao thủ. Trong đó Ngự Mệnh Thập Tam chính là trùm phản diện trong bộ phim Cương Ước. Trước vạn thế táng nguyệt, chuyên tâm muốn trở thành tam giới vương giả, Sa Trần không cảm thấy hắn là đối thủ của Ngự Mệnh Thập Tam bây giờ. Theo như long hồn pháp hắn tu luyện, cảm giác được thần long càng ngày càng cường đại. Nhưng thần long cường đại như vậy mới có thể giết chết được cương thi đời thứ hai. Trong lòng Sa Trần cũng lạnh lẽo, dường như pháp sư Dạ Du ở trong phim Cương Ước cũng chỉ là yếu đuối. Cương Ước này thật sự là cái vũng nước sâu đó. Sa Trần than nhẹ, Mạo sư phụ nói rất đúng, thiên địa vạn vật đều phải có bổn phận. Ta người là người tu đạo trảm yêu trừ ma, còn nhân loại, cảnh sát và bộ đội chúng ta phải bảo vệ quốc gia. À Trần, tôi muốn từ bỏ chức sở trưởng sở cảnh sát, tham dự quân đoàn báo quốc thôi. Tống Tử Long trịnh trọng nói. Sa Trần trợn mắt. Này, anh đừng có nhất thời mà lỗ mãng đó. Cha anh chỉ có một mình anh là con trai. Anh còn chưa có cưới vợ, tham gia quân chiến tử, bây giờ cha anh biết làm sao? Nhưng mà từ xưa trung hiếu khó song toàn, cha tôi sẽ hiểu. Tử Long. À Trần, cậu đừng nói nữa, tâm ý của tôi đã quyết, hôm nay quấy rầy cậu, cáo tử. Tống Tử Long đội mũ, sau đó rời khỏi Sa phủ. Vô số chiến sĩ đầy lòng nhân ái nhiệt huyết để bảo vệ tổ quốc, không biết có thể khai tên diễm hỏa hay không nữa. Trung Quốc quật khởi không phải là ngẫu nhiên, mà tất nhiên vì Trung Quốc có hồn của Trung Quốc. Tống Tử Long vô cùng cố chấp, hắn cũng không tiếc hết thảy muốn đi cùng với lại Nga Yêu. Nga Yêu chết nhiều năm như vậy, Tống Tử Long vẫn ở vậy không lập gia đình, có thể thấy hắn đã quyết định.
Hắn sau này vận mệnh như thế nào Sa Trần cũng không rõ, bởi vì trong bộ phim Cương Thi Đạo Trưởng cũng không có nói tới. Có lẽ sẽ trở thành anh hùng dân tộc, có lẽ sẽ chiến tử nơi xa trường, hoặc là biến thành một người khác, mở ra một cuộc đời khác. Chuyện tương lai cũng chẳng ai nói rõ được. Ngày ấy Tống Tử Long đi, hắn không có tiễn biệt, bởi vì ở Cam Điền Trấn, Mã Cô Cô trở về. Nàng đem Mã Đan Na và Mã Đan Phong cho Sa Trần đi nhiều năm. Mặc dù thường xuyên có tin tức qua lại, nhưng thời gian trôi qua, rất nhiều người dường như đã quên chuyện này. Khi một lần nữa nhìn thấy Mã Cô Cô, Sa Trần đã suýt nữa không nhận ra nàng. Chương 256, Đan Na rời đi. Lần đầu tiên Sa Trần gặp Mã Cô Cô là ở Hà Đông Trấn. Hắn giúp Chu Đại Tràng phục sinh, dẫn tới Tử Thần và Cửu U Minh Viêm phần hồn. Mã Cô Cô đã xuất thủ tương trợ. Một thân tử sắc long chiến y, thần long bái vĩ, đã đánh cho Tử Thần tan rã. Mặc dù sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng khí phái anh hùng hừng hực, đem một vị nữ khu ma, quả nhiên là vô cùng phong thái. Lần thứ hai ở Cam Điền Trấn, nàng đưa Mã Đan Na và Mã Đan Phong giao phó cho Sa Trần chiếu cố. Khi đó trông như là một vị trưởng bối hòa ái bình dị gần gũi. Nhất là nàng đối với thần long nũng nịu, làm cho người ta có cảm giác như là thiếu nữ. Sa Trần ấn tượng sâu sắc. Lần thứ ba gặp mặt ở Cam Điền Trấn chính là lần này. Sa Trần đơn giản là không dám tin vào mắt mình. Ở trước mắt là một nữ nhân còng lưng, hình dung tiểu tụy, phảng phất như là bà già 70-80 tuổi, lại chính là Mã Cô Cô. Mã Cô Cô, người... À Trần, đã lâu không gặp, có nhận ra không? Mã Cô Cô miễn cưỡng cười, cau mày, dường như đến cười cũng vất vả. Mấy năm nay, phiền người đã chiếu cố Đan Na và Đan Phong. Sa Trần lắc đầu. Mã Cô Cô đừng có nói như vậy. Đan Na rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn tu luyện khắc khổ. Ta cũng rất thích tính cách của nàng. Ta chưa từng coi nàng là người ngoài, coi như là người một nhà đó. Tạ ơn. Mã Cô Cô nhìn về phía Mã Đan Na, cố nén nước mắt, ở trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Những năm này Mã Đan Na quả nhiên cũng không tệ. Mã Cô Cô, lần này cô đi Anh Quốc công việc có thuận lợi không? Sa Trần quan tâm hỏi. Nếu như ký ức của hắn không sai, nàng chắc chắn là theo đuổi để giết Relay. Relay chính là Tần Thủy Hoàng. Hắn cùng Mã Gia đã có hơn 2.000 năm hận cũ. Tiên tổ của Mã Gia, Mã Linh Nhi chết có liên quan đến hắn, cho nên Mã Linh Nhi trước khi chết đã lưu lại nguyện vọng. Hậu nhân của Mã Gia đời đời kiếp kiếp truy sát tướng thần. Đây là nhiệm vụ, trong đó quan trọng nhất là Từ Phúc và Tần Thủy Hoàng. Sa Trần chưa hề nhìn thấy qua cương thi tướng thần, đối với thực lực của bọn họ cũng không nắm rõ. Hy vọng có thể từ Mã Cô Cô khai thác được một chút đầu mối. Lông mày của Mã Cô Cô dựng lên, trong mắt lóe lên đạo đạo phẫn nộ và không cam lòng, lắc đầu. Không thuận lợi. Cô Cô, ngay cả người cũng không giết được hắn sao? Mã Đan Na kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ là cường thi đời thứ tư, căn bản là không chống được thần long. Nhưng hỗn đản này vô cùng dạo hoạt, dùng người vô tội làm giáp chắn, còn có cả hầu gái đằng sau quấy rối. Cô Cô vô ý để hắn chạy. Mấy năm nay đi khắp Anh Quốc tìm hắn cũng không phát hiện ra dấu vết. Mã Cô Cô phẫn hận nói. Mã Cô Cô, người nói cương thi đời thứ tư là cương thi tướng thần. Sa Trần biết mà còn hỏi. Đúng rồi. Sa Trần lại hỏi. Thực lực của bọn họ thế nào? Hiện tại thực lực của ta không triệu hoán được thần long, nhưng cũng có thể thắng được cương thi đời thứ tư. Thế rừng cường thi tướng thần bình thường đều có dị năng, đời thứ tư cương thi sử dụng dị năng là lời nói. Mã Cô Cô suy tính một hồi rồi lập lờ nước đôi. Tu vi của Mã Cô Cô Sa Trần cũng nhìn không thấu, ít nhất cũng phải là dạ du pháp sư, cụ thể là trung kỳ hay sơ kỳ hay hậu kỳ thì không biết. Đời thứ tư có thể địch nổi dạ du pháp sư, như vậy đời thứ ba, đời thứ hai, hay nói như cô không phải là có thể đối đầu với Nhật Du và Dương Thần. Sa Trần suy đoán mà giật nảy mình. Trong lòng của Sa Trần nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Trước đó còn cảm giác thực lực của mình không tệ, ở linh giới coi như là xếp hàng đầu. Bây giờ nghe ngã Mã Cô Cô nói như vậy, liền cảm thấy như muốn điên lên mất.
còn có 60 năm. Kịch bản cương ước chính thức bắt đầu. Ta nhất định phải giành giật lấy từng giây tu luyện. Kịch bản bắt đầu là cảnh giới dương thần mới miễn cưỡng có sức tự vệ. Thế giới cường ước quá nhảm nhí, cường thi là ưu thế quá lớn. Tướng thần cắn một cái có thể tạo ra một con cường thi đời thứ hai. Thực lực quả nhiên là ở cảnh giới dương thần mà nhân loại tự mình tu luyện, nhất lại là trong thời đại mạt pháp, tu thành dương thần gần như không có khả năng. Ta có đạo môn tu tiên hệ thống hỗ trợ, liều chết dùng điểm năng lượng cũng không thể nào nhanh chóng đạt đến cảnh giới dương thần. Nhất định là phải có nội tình gì đó, ví dụ như hỗn độn thần hỏa ứng phó với thái dương chân hỏa. Đạo cử hoàn mỹ có thể gia tăng được tỷ lệ vượt qua được tam tai. Cảnh giới dương thần phải qua đến 9 lần lôi kiếp. Vậy ta lấy gì chống đỡ đây? Còn có thành tiên ngộ đạo. Hiện tại ta đã lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý. Liệt hỏa kiếm ý làm sao lại chuyển thành liệt hỏa kiếm? Thật sự là ta không hiểu. Quả nhiên con đường ta đi còn rất dài. Sa Trần than nhẹ. Mã gia thần long, đạo môn có cái gì đây? Là thất tinh yểm nguyệt đao sao? Trong đầu của Sa Trần đột nhiên hiện lên hình ảnh bảo đao. Nói thật, thất tinh yểm nguyệt đao quá thần bí. Ở bên ngoài có cấm chế cũng không nói, còn có người trông coi, rõ ràng là chí bảo kinh thế. Lại nghe lai lịch của nó nói đến thiên tứ khiến cho nhân loại trảm yêu trừ ma, là phải cần một đôi thất tinh nữ và thuần dương nam mới có thể lấy được nó. Có giống chuyện truyền thuyết hay không? Một thanh bảo đao như vậy không có lý do gì có thể giết chết huyết ma. Sa Trần càng ngày càng cảm thấy thất tinh yểm nguyệt đao này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Cũng may mỗi một ngày hắn đều dùng hỗn độn thần hỏa phá một phần phong ấn, rất nhanh có thể đem thất tinh yểm nguyệt đao luyện hóa. Đến lúc đó bảo đao này là sắt vụn hay là chí bảo liếc sẽ biết. À Trần, người có thể giết chết huyết ma, thực lực so với cường thi đời thứ tư không sai biệt lắm, đánh không lại cũng có thể thong dong thoát thân. Mã Cô Cô trấn an. Lúc này Sa Trần cũng tin tưởng, bởi vì hắn có ngũ hành độn pháp, chỉ cần không bị người ta bao vây ở trong kết giới hay là không gian phong tỏa, hắn muốn đi không ai chặn được. Trong nhân loại có thực lực như vậy đã coi như là không tệ, nhưng so với cường thi quả nhiên là chênh lệch rất lớn. Linh giới cũng không phải là không có cao thủ, giống như là lão nhân trông coi thất tinh yểm nguyệt đao, còn có cả lão tăng quét rác ở trong vạn bảo lâu của linh giáo, đều không phải loại thiện nam tín nữ gì. Mã Cô Cô, ta đối với cường thi tướng thần cảm thấy hứng thú, cô có thể nói cho ta thêm một chút thông tin không? Mã Cô Cô khuôn mặt khó xử. À Trần, thật sự là không dám giấu, lần này ta trở về là muốn dẫn Đan Na và Đan Phong đi. Các người muốn đi? Sa Trần cảm thấy kinh ngạc. Ta muốn lúc còn sống tìm tướng thần. Tuổi của Đan Na cũng không nhỏ, phải ra ngoài trải nghiệm, là thời điểm gánh vác trách nhiệm của Mã gia. Mã Cô Cô trịnh trọng nói. Sa Trần nhìn Mã Cô Cô một chút, lập tức hiểu được tâm ý của nàng. Nàng là muốn ở trong những giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh bồi dưỡng Mã Đan Na để cho Đan Na trưởng thành. Đồng thời ở trong lòng cũng có hy vọng vạn nhất tìm được tướng thần, đồng thời giết chết hắn, hậu nhân của Mã gia lúc đó mới có thể thoát khỏi lời nguyền của tiên tổ. Ngược lại, Sa Trần biết nơi tướng thần ở, nhưng hắn cũng không thể nói, bởi vì Mã Cô Cô và Mã Đan Na căn bản bây giờ không phải là đối thủ của tướng thần. Nói cho các nàng không phải là giúp mà là hại các nàng. Lấy trạng thái của Mã Cô Cô bây giờ, có thể giết chết tướng thần hay không? Có lẽ là không. Điều quan trọng nhất chính là giết chết tướng thần cũng không thể tiêu trừ được lời nguyền của Mã gia, bởi vì vận mệnh huyết mạch của Mã gia muốn bọn họ không chỉ là đối thủ của tướng thần mà là bản cổ tộc. Bản cổ chưa diệt, bàn cờ này sẽ không dừng, Mã gia vẫn tiếp tục tồn tại. Có lẽ thuận theo tự nhiên đi. Thời điểm nên tìm tướng thần, tự nhiên các người sẽ tìm được. Ta nhúng tay vào, quả nhiên là cũng không tốt. Chương 257, sưu tập tài nguyên. Không lâu sau nhận được tin tức, La Tang, Đan Na vội vàng quay về. La Tang đã 13 tuổi, duyên dáng yêu kiều, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, toàn thân mặc quần áo trắng như tuyết, đeo trên lưng hạ phẩm hàn băng pháp kiếm, một bộ dáng tiên nữ lãnh diễm kiếm tiên. Nhậm Đình Đình và Sa Trần cùng tuổi, cũng đã 23. Hắn ở trên mép đã mọc râu, vuốt vuốt giống như mấy cái gốc cây dạ. Cả người trở nên trầm ổn, nội liễm, không giận mà uy.
Nhậm Đình Đình khuôn mặt dung mạo cũng không thay đổi, giống y như là thời còn mới sống. Có đôi lúc Sa Trần không thể không sợ hãi thán phục, Định Nhan Châu quả nhiên là kỳ diệu. Đàn à tỷ tỷ, người đừng đi có được không? Ta không nỡ rời xa người đâu. La Tàng kéo tay của Mã Đan Na, một khuôn mặt quả nhiên là buồn bã. 3-4 năm nay ở chung, hai người đã sớm ân tình sâu nặng. Tang Tang, ta sẽ còn trở về mà. Mã Đan Na không nỡ rời đi, nhưng nàng là truyền nhân của Mã gia, có một số việc nàng cũng không thể nào chối bỏ. Trông thấy hai tiểu cô nương một bộ sinh ly tử biệt, còn thiếu một chút ôm nhau mà khóc giống lên. Sa Trần cười cười với Mã cô, La Tang và Đan Na tình cảm rất tốt. Nàng không nhận lỡ để cho Đan Na đi, nếu như không cho nàng theo các người lịch luyện vậy. Nghe như vậy, La Tang và Đan Na đều cao hứng, mong đợi nhìn Mã cô. Mã cô cười nói, A Trần, ngươi yên tâm để đồ đệ bảo bối của ngươi cho ta, vậy ta cũng không có ý kiến. Sư phụ, nhưng mà con không nỡ rời người. Trông thấy Mã cô đồng ý, La Tang lã chã muốn khóc, đôi mắt đầy nước, muốn chạy tới ôm Sa Trần. Sa Trần mí mắt giật một cái, ngón tay điểm lên trán nàng, đẩy nàng ra. Thôi đi, muốn cùng Đan Na tỷ tỷ của ngươi đi chơi khắp nơi, trong lòng cao hứng lại còn giở vờ giở vịt. La Tang bĩu môi, quay người ôm lấy Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình ôn nhu vuốt ve đầu của nàng, thì thầm căn dặn một vài chuyện. Thời gian không còn sớm, A Trần, Đình Đình, chúng ta phải đi thôi. Mã cô đột nhiên đứng lên nói, khoan đã, chờ một chút. Sa Trần trầm ngâm, đem kim bạt lấy ra cho La Tang, tức giận. Tu vi của ngươi còn quá kém, ta sợ ngươi ra ngoài là mất mặt ta. Cầm lấy kim bạt hộ thân, gặp phiền phức thì hướng phụ cận Mao Sơn Đạo Quán xin giúp đỡ. Thực sự không giải quyết được thì truyền tin cho ta, đừng có cậy mạnh, có biết hay không? La Tang nhận lấy kim bạt, tâm tình phức tạp. Kim bạt là của cha nàng, cuối cùng vẫn là trả lại trong tay của nàng. Cảm ơn người, sư phụ. Hey, nhà đầu ngốc ạ. Sa Trần đưa tay xoa xoa đầu của nàng, thần sắc ôn nhu. Mã Đan Na và Mã Đan Phong từ biệt Nhậm Đình Đình, sau đó đi đến bên cạnh Sa Trần. Sa Trần, cảm ơn ngươi. Mã Đan Phong vẫn béo ục ịch như vậy, cũng kiêu ngạo như vậy, giống như là một bậc trưởng bối, thường xuyên lộ ra một bộ coi thường người khác. Hey, ngươi không cần A Kiều nữa sao? Sa Trần cười cười hỏi. Mã Đan Phong liếc mắt trộm nhìn Mã cô, nhỏ giọng, A Kiều quá không hiểu chuyện, đại trượng phu trí tài bốn phương, làm sao có thể ở chui trong căn nhà nhỏ. Nàng nhất định phải theo ta, ta không có cách nào khác, nếu không đành phải chia tay. Giỏi, ngươi lợi hại. Sa Trần giơ ngón tay cái, một bên lông mày của Mã Đan Na nhíu lại, bày ra tư thế như là ca ca. Nàng tâm tính thiện lương, yếu đuối, mấy năm trước không phải mỗi ngày đều coi A Kiều bên miệng hay sao? Sa Trần ca ca. Mã Đan Na nhìn Sa Trần, Sa Trần cũng nhìn nàng. 18 tuổi, Mã Đan Na đã thành công, trưởng thành là một thiếu nữ. Dáng người cao gầy tinh tế, cao hơn Nhậm Đình Đình một chút, là tú mỹ trầm tĩnh. Đôi chân thẳng tắp thon dài, không giây phút nào không hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tự chăm sóc mình thật tốt đó, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, thường xuyên về Cam Điền Trấn thăm ta và Đình Đình tỷ. Được rồi. Mã Đan Na cắn môi một cái, đột nhiên giang tay ôm lấy Sa Trần, đầu tựa vào bên vai của hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sa Trần ca ca, cảm ơn. Người là vận may của ta, cũng là bất hạnh của ta. Người vật Đình Đình tỷ phải thật hạnh phúc đó. Tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống, Mã Đan Na buông Sa Trần ra, bỗng nhiên quay người đi ra khỏi phòng khách của Sa phủ. Mã cô, La Tang và Đan Phong hành lễ, sau đó cũng rất nhanh rời đi. Sa Trần nhìn bóng lưng của bọn họ, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đình Đình kéo tay của chồng, nhỏ giọng, là không nỡ sao? Sư phụ đi, Đan Na đi, La Tang cũng đi, những người bên cạnh cứ lần lượt rời đi như vậy, thật sự là ta có chút thất lạc đó. Sa Trần cười nói, nhị sư huynh cũng muốn theo Thư Ninh đi tỉnh thành đó. Nhị sư huynh năm nay đã 26, hắn và A Ninh ở cùng một chỗ cũng 6-7 năm rồi. Lần này đi thành tỉnh thành là để bái kiến cha vợ của hắn, hy vọng cuộc tình của bọn họ cũng thành thuộc đi. Đúng rồi, đại sư huynh và tiểu nguyệt thế nào? Nhậm Đình Đình không nhịn được cười nói, đại sư huynh quá thẹn thùng, nhìn thấy tiểu nguyệt thì đỏ mặt, đầu lưỡi thắt lút lại đó. Trước kia đối với A Tú cũng không có thổ lộ tâm sự.
anh có thể chủ động để giúp hắn theo đuổi Tiểu Nguyệt hay không? Hey, đại sư huynh đúng là kém thật đó. Anh cho rằng ai cũng ra mặt dày như anh sao? Nhậm Đình Đình lườm hắn một cái. Hai người gặp lần đầu tiên đã dám sờ lên ngực của người ta. Sa Trần cười hăng hắc. Em nói giúp với Tiểu Nguyệt vài lời tốt đẹp về đại sư huynh một chút, biết đâu có thể góp cho họ thành đôi. Anh đến Cửu Tuyền Trấn. Đi làm gì vậy? Lần trước anh đã nhờ Annie giúp anh mua sắm linh dược ở nước ngoài. Nàng mua được một chút, Cửu Thúc bảo anh đi lên lấy đó. Sa Trần không giấu giếm nói. Nhậm Đình Đình cười cười. Vậy mau đi đi, đi sớm về sớm. Có gì thì truyền tin hoặc gọi điện báo cho em biết. Đình Đình, qua mấy ngày nữa chúng ta đi lữ hành vòng quanh trái đất được không? Con mắt của Nhậm Đình Đình lấp lánh, khuôn mặt mơ ước nhìn tới. Mao Sơn phái phát triển vững mạnh ở phương Nam linh giới, ngoại trừ Mao Sơn tổ đình căn bản là không có đối thủ. Những tán tu khác đều muốn có quan hệ tốt đẹp với Mao Sơn, thường xuyên đến đạo quán mua sắm các vật phẩm trừ tà. Ở trong môn phái đã có Mã Tiểu Hải trông coi. Hắn là trưởng lão truyền công thì cứ bài trí như vậy, cũng bắt chiếc Mao Tiểu Phương đi khắp nơi một chút, vừa bồi định Nhậm Đình Đình du ngoạn, vừa sưu tập tài nguyên để tu luyện. Lúc này ở Thiên Sư Đường Cửu Tuyền Trấn, Cửu Thúc. Sa Trần đi vào trong Thiên Sư Đường, gặp phải Cửu Thúc ngồi đối diện kinh ngạc. Này, người không phải là cùng với Giá Cô tọa trấn ở Quảng Châu Quán này sao? Cửu Thúc trừng trừng mắt nhìn Thu Sinh và Văn Tài ủ rũ đằng sau, khuôn mặt bất đắc dĩ. Thu Sinh Văn Tài bỏ rơi nhiệm vụ, khiến người ta đem Linh Anh ở chỗ Giá Cô chạy ra. Ta trở về dọn cứt cho chúng nó đây. Sa Trần đồng tình nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc cung phụng Linh Anh là hơn mấy trăm đứa, toàn bộ chảy ra, quả nhiên là lão cũng bận rộn. Vậy người đi làm việc đi, ta có việc đi tìm Annie. Được. Cửu Thúc mang theo Thu Sinh và Văn Tài vội vàng rời đi. Sa Trần tìm đến Hoàng Phủ, cầm được linh dược trở về Sa Phủ. Ngày hôm sau, hắn mang Nhậm Đình Đình rời khỏi Cam Điền Trấn, bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất. Bọn họ đi khắp nơi, non sông gấm vóc, vô cùng tươi đẹp. Ở bên một thôn trấn bên ngoài, cảm nhận được khí tức của tướng thần. Lần thứ hai, đến Vạn Bảo Lâu của Linh Giáo, len lén lẻn vào bảo khố của tòa giáo hội ở Vatican, bị nhân viên truy sát. Sau đó lại đến rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ, ở trong đó còn gặp cả hấp huyết quỷ là nguồn gốc của ma cà rồng. Trải qua rất nhiều chuyện, giống như là một đôi tiên thần vậy. Hết chương 257, hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tũn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.